Update vụ tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã tại Đắk Lắk, lực lượng công an đã bắt giữ 22 đối tượng. Sáng 12 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu thuộc huyện Cư Cun. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ ba tự giải thoát. Trước đó, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Cun đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng hàng nóng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu, khiến một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong.